Quán xin kính chào quý khách. Kính mời quý khách đến trải nghiệm ẩm thực tại Hoa Phượng Quán. Địa chỉ: đối diện hầm gửi xe chung cư CT5B Sala. Nhà hàng Hoa Phượng Quán chuyên phục vụ các loại lẩu: lẩu gà, lẩu ếch măng cay, lẩu mèo, lẩu vịt, lẩu bò nhúng giấm, lẩu thập cẩm. Giá trị từ 170.000 đồng cùng các món nhậu bia hơi Hà Nội, món ăn đồng quê như châu chấu, dế mèn, tôm đồng nướng, thịt mèo, gà chạy bộ, cá nướng mắc khén. Đặc biệt, các món nướng BBQ như sườn bò nướng sốt cay, ba chỉ bò sốt đen, mực, bạch tuộc, hàu và có rất nhiều món ăn khác để quý khách hàng thỏa sức lựa chọn. Ngoài ra, nhà hàng Hoa Phượng Quán nhận đặt tiệc tổ chức sinh nhật sự kiện với chi phí hợp lý, nguồn thực phẩm sạch, nhập khẩu từ các nhà phân phối uy tín, được chế biến trong ngày, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. Hoa Phượng Quán chắc chắn sẽ là điểm ăn uống lý tưởng, tin cậy của quý khách. Tương bừng khuyến mại tiệc khai trương nướng BBQ. Mừng khai trương, nhà hàng Hoa Phượng Quán triển khai chương trình siêu ưu đãi hấp dẫn, ăn uống thả ga, không lo về giá. Giảm 10% cho tất cả hóa đơn đồ nướng, giảm 10% vào các ngày thứ bảy cho tất cả các hóa đơn ăn uống. Và còn rất nhiều ưu đãi hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị khách hàng đến với nhà hàng Hoa Phượng Quán thưởng thức và đặt hàng. Kính mời quý khách đến với nhà hàng Hoa Phượng Quán để thưởng thức lẩu nướng BBQ, sườn bò nướng, ba chỉ bò, ba chỉ lợn, tôm, mực, bạch tuộc, hàu, giá trị từ 120.000 đồng. Các loại lẩu: lẩu gà, lẩu ếch măng cay, lẩu vịt, lẩu bò nhúng giấm, lẩu thập cẩm, giá trị từ 170.000 đồng. Và trải nghiệm ẩm thực với nhiều món ăn phong phú thôi nào. Địa chỉ: nhà hàng Hoa Phượng Quán, đối diện hầm gửi xe chung cư CT5B Sala. Hotline tư vấn và đặt hàng: 0373 564 566 hoặc 0868 446 386. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Tương bừng khai trương đại tiệc lẩu nướng BBQ. Nhà hàng Hoa Phượng Quán có chương trình phát tặng miễn phí một suất kim chi, số lượng có hạn. Kính mong quý khách hàng đến với nhà hàng để thưởng thức và nhận được những suất kim chi ngon tuyệt chuẩn bị từ nhà hàng. Xin kính mời và kính mời.